Kính thưa quý vị, cà phê nóng xin được tiếp tục với dòng chảy thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong ngày 4 tháng 11, thì thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đã bị bao phủ trong lớp khói dày đặc và độc hại, trong bối cảnh hàng triệu người tụ tập với gia đình và bạn bè để ăn mừng lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu. Ngày 5 tháng 11, buổi sáng sau khi lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu được tổ chức, người dân sinh sống tại các thành phố ở phía Bắc Ấn Độ đã phải đối diện với tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Thủ đô New Delhi ghi nhận chỉ số chất lượng không khí cao nhất trong số các thành phố với ngưỡng 451mg trên 1 mét khối khí thở trên thang 500, mức tối đa được ghi nhận trong năm nay. Tại nhiều điểm nóng, chỉ số chất lượng không khí có nồng độ PM2.5 trung bình vượt ngưỡng 400mg trên 1ml khí thở. Con số này cao gấp 15 lần mức giới hạn an toàn hàng ngày của WHO. Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi thường trầm trọng hơn trong tháng 10 và tháng 11 do khói bụi từ các phương tiện giao thông và nhiều ngày không có gió. Đặc biệt, việc nông dân đốt rơm rạ ở những bang xung quanh càng khiến không khí thêm ô nhiễm.